Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đảng trong cuộc sống, chuyên đề học tập và làm theo Bác kỳ này. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu, thực hiện tốt nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống cộng đồng. Đây sẽ là nội dung chính được chúng tôi phản ánh tới quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm cựu nhưng không cũ, thời gian qua, Hội cựu chiến binh thị trấn Bát Sát đã có nhiều cách làm hay sáng tạo nhằm đưa phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi lan tỏa tới tất cả các chi hội. Từ đó tạo ra phong trào thi đua rộng khắp, từng hội viên quyết tâm phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội dựa trên các điều kiện sẵn có của địa phương. Đàn gà và ngan đông đúc này là thành quả sau nhiều năm lao động miệt mài của cựu chiến binh Nguyễn Mạnh Thắng, tổ 4 thị trấn Bát Sát, huyện Bát Sát. Những ngày đầu tham gia phát triển mô hình chăn nuôi tổng hợp lợn gà đồi, ông cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về nguồn vốn để đảm bảo quay vòng mua thức ăn. Tuy nhiên, sau khi được vay 32 triệu đồng với lãi suất thấp từ chân quỹ của chi hội cựu chiến binh, đã giúp mô hình chăn nuôi có hiệu quả rõ rệt. Từ cái nguồn vốn đó thì mình cũng sẽ như vậy là phát triển được nó lớn lên thì như vậy cái đầu cái hàng hóa của mình ra thì nó sẽ nhiều hơn. Có cái tiền đó mình mua thức ăn để dự trữ, đấy, để như vậy mình chăn nuôi thì mới được. Chứ còn bây giờ mình cứ đi mua ở chợ mà hàng ngày mình mua là không được. Nhưng đây tôi mua cứ được mua hàng chục tấn ngô đặt ở trong dân đàng hoàng. Đấy, nhưng mà nó cả một cái giai đoạn đấy, dù ngô nó có lên đến 100 một cân thì mình vẫn cứ cái giá ngô đấy thì mình chăn nuôi thì mình bán nó mới có lãi được. Chi hội cựu chiến binh tổ 4 thị trấn Bát Sát đang là nơi sinh hoạt của 31 cựu chiến binh. Thực hiện nghị quyết của hội cấp trên, từ năm 2017, chi hội đã tiến hành đóng chân quỹ với mức 500.000 đồng mỗi người một năm. Sau 4 năm tham gia đóng góp quỹ, đã có 62 triệu đồng. Đây không phải là số tiền lớn, tuy nhiên từ nguồn quỹ cũng đã là cú hích để giúp các cựu chiến binh trong chi hội thêm phần quyết tâm hơn trong phát triển kinh tế. Chân quỹ thì cũng hỗ trợ tôi thêm là cái nguồn vốn lưu động, mua những cái sản phẩm hàng hóa, đầu tư để cho phục vụ cho công việc của cái máy photo, thu nhập hàng tháng ngoài cái đóng góp thuế của nhà nước thì cũng bình quân từ 4 triệu trở lên. Với cách làm sáng tạo như vậy, chân quỹ của chi hội không chỉ giúp các hội viên trong phát triển kinh tế mà cũng là tạo ra nguồn tài chính để duy trì hoạt động của chi hội, thăm hỏi các hội viên. Với mỗi suất vay lãi suất được tính là 0,8% một tháng, như vậy mỗi năm chi hội cũng có khoản thu trên 6 triệu đồng. Từ hiệu quả bước đầu như vậy, chi hội đang có ý định mở rộng thêm chân quỹ để có thể giúp được nhiều đồng chí có nguồn vốn để phát triển kinh tế gia đình. Thời gian tới thì chúng tôi đã có nghị quyết từ năm 2023 đến năm 2027. Là chân quỹ của chúng tôi là mỗi người cũng như lần trước là đóng góp thêm 500 nữa thì nếu như đến năm 2027 thì chân quỹ của mỗi hội viên thì có thể từ 3 đến 4 triệu đồng của một hội viên. Hiện nay cũng có nhiều các đồng chí là có nhu cầu vay vốn phát triển kinh doanh, phát triển kinh tế như trang trại đồi rừng thì chúng tôi cũng đang có hướng là để lân chuyển nguồn vốn. Năm nay đồng chí này vay khoảng mấy chục triệu thì cho 3 năm sau thì lại lân chuyển cho đồng chí khác để cho đồng chí nào trong chi hội có nhu cầu vay cũng đều được vay cái nguồn chân quỹ của chi hội. Với tinh thần cựu nhưng không cũ, các cựu chiến binh trên địa bàn thị trấn Bát Sát luôn nỗ lực không ngừng, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình. Từ đây, số lượng các tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ngày càng tăng nhanh. Phải kể đến như cựu chiến binh Vũ Văn Ly, tổ 11. Ông vốn là bộ đội đóng quân trên địa bàn huyện Bắc Hà đến năm 1986, được giao quân trở về quê hương sinh sống. Thời gian đầu, ông và gia đình cũng chỉ biết làm nông nghiệp. Toàn bộ thu nhập trông chờ vào vài sào ruộng và ít nương đồi nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Đến năm 2005, ông đã quyết định chuyển đổi sang chuyên nuôi vịt thịt và vịt đẻ. Từ đó đến nay, hình thức chăn nuôi này đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình với mức từ 150 đến 200 triệu đồng. Nhờ vậy, ông đã đảm bảo nguồn tài chính để nuôi ba con trai đi học đại học.
mình là phải có coi như là cũng phải đi học hỏi từ cái khu vực Bắc Hà rồi, mình phải đi học hỏi coi như là bây giờ mỗi một ngày của nó là phải cho ăn bằng nào cám bằng nào ngô để cho nó mới có đẻ được, một năm là phải đẻ 8 tháng thì mới có hiệu quả được. Tới này là đã trồng có được 36 cỏ rồi, tiếp tục nuôi phải nuôi bò và trâu nữa để cho nó kèm cặp mỗi một thứ một tí. Chúng tôi thường xuyên là họp ban chấp hành mỗi một tháng một lần và cũng triển khai đến các chi hội là nêu gương những người mà làm ăn kinh tế phát triển tốt để làm sao để cho anh em hội viên học. Còn hàng quý thì các chi hội luôn tổ chức sinh hoạt để làm sao vừa góp phần là hướng dẫn nhau trong phát triển kinh tế và cũng luôn luôn là thường xuyên là trao đổi với nhau về kinh nghiệm để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh nghiệm về trồng trọt và chăn nuôi. Để từ vì là hội viên hội cựu chiến binh thị trấn thì báo cáo đồng chí là một lửa là hội viên trong nông nghiệp, cho nên là cái vấn đề trồng trọt và chăn nuôi để phát triển kinh tế nó cũng rất là cái nhu cầu cấp thiết. Bằng các cách làm sáng tạo, tinh thần nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các cựu chiến binh trên địa bàn thị trấn Bát Sát đã mang lại hiệu quả đáng mừng. Đời sống của các hội viên ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trong các chi hội ngày càng giảm nhanh. Với những cựu chiến binh, dù đã rời xa quân ngũ, nhưng tinh thần, phẩm chất của những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn ngời sáng. Bằng tinh thần sáng tạo, quyết tâm vượt khó trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, luôn có sự hiện diện của các cựu chiến binh cần mẫn đóng góp cho hoạt động bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, là tấm gương sáng để cộng đồng, đồng đội cùng noi theo. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1983, chàng trai Lê Thanh Phương lên đường nhập ngũ. Sau 4 năm đóng quân ở tỉnh vùng cao biên giới Lai Châu, ông được xuất ngũ, đó là năm 1987, và chuyển ngành công tác tại xưởng in báo Hoàng Liên Sơn và sau này là xí nghiệp in báo Lào Cai. Sau 30 năm gắn bó với nghề, đến năm 2020, ông quyết định xin nghỉ và thành lập công ty cổ phần in tổng hợp Lào Cai. Những ngày đầu thành lập cũng gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với tinh thần quyết tâm của người lính, ông đã hoạch định các bước đầu tư hợp lý. Bước đầu chỉ đầu tư các thiết bị trọng yếu, sau đó khi đã có đủ vốn thì tiếp tục đầu tư các máy in 5 màu, 2 màu khổ lớn. Với cách làm như vậy, đến nay công ty đã có thể đáp ứng mọi nhu cầu in của khách hàng. Mặc dù có thời gian hoạt động không dài, tuy nhiên doanh nghiệp cũng đã đạt được nhiều thành công. Doanh thu trung bình hàng năm đều đạt trên 10 tỷ đồng, đóng góp ngân sách cho địa phương trên 1 tỷ đồng một năm. Là phát huy cái tinh thần của bộ đội của họ là phải kiên trì và cố gắng khắc phục những khó khăn trước mắt và để tiến tới những cái lâu dài để hoàn thiện. Từ những cái đầu tư những cái nhỏ nhất, cái cơ bản nhất, sau dần dần mới đầu tư đến cái lớn. Để qua mấy năm hoạt động thì chúng tôi đầu tư cơ bản là hoàn thành tốt, hoàn thành cái dây chuyền sản xuất rồi. Là người bộ đội của họ nữa thì càng phải phát huy cái đó, cái tín. Tôi nói ví dụ như một cái chất lượng một quyển sách hay là một cái sản phẩm nào đó chúng tôi phải làm cho nó đảm bảo được để đến tay người sử dụng là sử dụng rất là tốt, đảm bảo chất lượng, chứ không thể làm nhanh, làm ảo hay là làm kém chất lượng được. Đầu tư về công nghệ thì là phải mua các thiết bị tiên tiến hơn. Thứ hai về con người thì chúng tôi cũng phải tiến dần cho công nhân đi học, nâng cao các trình độ thì mới đáp ứng được. Về ngành in cũng là luôn luôn nó phát triển. Không chỉ có vậy, với vai trò của một doanh nhân cựu chiến binh, ông cũng luôn quan tâm tới hoạt động hỗ trợ các đồng đội còn nhiều khó khăn. Thiết thực nhất là công ty đang tạo việc làm ổn định cho trên 20 lao động với mức lương trung bình hàng tháng là trên 7 triệu đồng. Trong số đó có rất nhiều công nhân là con em của các cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh. Các công nhân đều rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của người cựu chiến binh Lê Thanh Phương, tin tưởng hơn vào tương lai phát triển tốt hơn. Từ đó, đời sống của cán bộ, người lao động sẽ ngày càng được nâng cao lên. Đã làm ở đây thì tâm huyết làm ở đây, muốn gắn bó ở đây thì đương nhiên là
là sẽ muốn là công ty nào phát triển để cho đời sống công nhân anh chị em ở trong công ty sẽ tốt hơn. Doanh nhân Lê Thanh Phương chỉ là một trong nhiều tấm gương cựu chiến binh tiêu biểu của thành phố Lào Cai trên mặt trận phát triển kinh tế. Đây không chỉ là sự kết tinh từ tinh thần quyết tâm, sáng tạo của các cựu chiến binh, mà còn là thành công từ những phong trào thi đua, cuộc vận động thiết thực của các cấp hội cựu chiến binh. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ đánh giá lại những cái hiệu quả hoạt động của các mô hình, những cái việc làm của các cựu chiến binh, từ đó chúng đúc rút ra cái kinh nghiệm và phổ biến nhân rộng. Và bên cạnh những cái việc nhân rộng đó thì chúng tôi sẽ phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội và những kênh thông tin, và bằng những cái đóng góp của bản thân chính các hội viên cựu chiến binh, chúng tôi liên tục đồng hành, tạo điều kiện giúp đỡ về điều kiện cơ sở vật chất, giúp đỡ về con giống và giúp đỡ về nguồn vốn và giúp đỡ về kinh nghiệm và giúp đỡ có thể là tham gia giúp đỡ về khó khăn, hỗ trợ về cơ chế vân vân để cho hội viên cựu chiến binh hoàn thành tốt cái chức năng nhiệm vụ trên mặt trận lao động sản xuất, và qua đấy thì cũng tạo đến sức ảnh hưởng và lan tỏa đến các thành phần khác trong xã hội ở trên địa bàn thành phố. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tất cả các cấp hội cựu chiến binh triển khai một cách sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực thông qua các nội dung, phần việc, phong trào thi đua cụ thể. Đơn cử như tại Hội cựu chiến binh phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Kim Tân là phường trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố, nhưng đi kèm với đó là tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Xác định rõ nội dung này, hội đã ký kết phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường và các lực lượng chức năng, hướng dẫn 25 trên 25 chi hội khu dân cư trong việc tuyên truyền hội viên, nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt là phối hợp với các tổ dân phố xây dựng hai mô hình dân vận khéo là chi hội cựu chiến binh tự quản về trật tự đô thị và an toàn giao thông, mô hình tuyến phố tự quản về đảm bảo vệ sinh môi trường sáng xanh sạch đẹp. Nhất là phối hợp với các lực lượng bảo vệ dân phố trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại các cổng trường học trên địa bàn, tạo được dấu ấn, sự tin tưởng của nhân dân đối với hội cựu chiến binh các cấp. Chi bộ khu dân cư Nguyễn Du 4 giao cho cựu chiến binh thực hiện phối hợp với ba cái trường này để thực hiện để bảo đảm an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cao điểm như là những buổi đầu giờ đến lớp hoặc như thế là buổi cuối giờ đón con em của các phụ huynh chấp hành cái luật lệ giao thông là cũng rất tốt. Cái hiệu quả lớn nhất mang lại là cho cán bộ hội viên là cái uy tín của cán bộ hội viên đối với nhân dân, đối với các ủy chính quyền và đối với nhân dân thì được lan tỏa ra tất cả các cái cộng đồng dân cư, và từ đó thì nhân dân là tin tưởng và làm theo. Và các cái tình trạng mà trộm cắp vặt thế rồi các cái tệ nạn xã hội trên cái địa bàn phường Kim Tân là từ khi có cái phong trào ấy là không còn xảy ra nữa. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành hoạt động thường xuyên của tất cả các cấp hội trên địa bàn, hàng năm Hội cựu chiến binh tỉnh đều tổ chức quán triệt và triển khai các nội dung cuộc vận động đến cán bộ, đảng viên và hội viên cựu chiến binh toàn tỉnh. Từng cán bộ hội viên phải đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, gắn việc học tập và làm theo Bác trở thành một tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng hàng năm. Tiếp tục là quán triệt thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như là tiếp tục quán triệt kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương và quy định số 368 của tỉnh ủy, để tức là cán bộ đảng viên, hội cựu chiến binh các cấp nêu cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của mình trong tổ chức thực hiện và là cái tấm gương để tổ chức thực hiện ở các cái cơ quan đơn vị, để tức là tạo được cái lòng tin và niềm tin đối với nhân dân và thực sự là một cái tổ chức hội chính trị xã hội ở địa phương, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như là nhân dân ở địa phương. Bằng tinh thần trách nhiệm, mỗi cán bộ hội viên cựu chiến binh của tỉnh luôn là những người gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc của Lào Cai. Đến đây thì lượng của chương trình Đảng trong cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.